Nếu bạn đang dùng Windows thì thủ thuật mình chuẩn bị bật mí sẽ khiến bạn phải wow. Hiện tại mình đang có một slide PowerPoint dạng notebook, sổ tay lưu bút ở đây. Bây giờ mình sẽ giữ phím Start và phím dấu chấm thì ngay lập tức PowerPoint sẽ hiện ra bàn phím dạng emoji, biểu tượng cảm xúc như thế này. Từ đó mình có thể dễ dàng nhanh chóng đưa các hình ảnh đáng yêu, cưng muốn xỉu vào trang lưu bút như trong video. Đặc biệt chúng ta còn có thể chuyển đổi giữa các nhóm hình ảnh để có nhiều cảm xúc minh họa đa dạng hơn. Chúng ta còn có cả emoji dạng ký tự rất hay ho như thế này. Và đây là kết quả của mình sau khi trang trí xong, rất phù hợp để làm slide thuyết trình ở trên lớp hoặc slide bài giảng gần gũi với cả học sinh. Và nếu bạn muốn sở hữu các họa tiết dạng notebook, sổ tay lưu bút như thế này, bạn có thể tải miễn phí tại nicesite.vn/sổ tay nha. Mong cả nhà cùng ghé qua tham khảo khóa PowerPoint online của mình tại nicesite.com để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceslide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint nhé.